Xin chào các bạn nha, nay chúng ta lại tiếp tục có thêm hình ảnh rò rỉ khác về tập 72 Shikibidi Toilet. Và lần này thì chính xác đó là hình ảnh mà The Phúc Bung công bố. Chúng ta có hai hình ảnh, một là về Giman Toilet, hai là về Astro Toilet. Điều này dường như cho chúng ta biết rằng, ngày phát hành tập 72 đang ngày càng gần hơn. Vậy hãy cùng xem hai hình ảnh có gì đặc biệt hay không và nó sẽ ẩn chứa điều bí ẩn gì nhé. Trước khi vào video thì nhớ ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh và nhấn thêm vào chuông thông báo nha. Được rồi, cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Như trước đó mình đã phân tích, một trận chiến sẽ xảy ra giữa Astro Toilet và Giman Toilet là điều không thể tránh khỏi rồi. Hơn nữa là nhân vật mới và các tai từng cũng sẽ góp mặt trong tập này. Nên mình khá mong đợi rằng đây sẽ là một tập khá điên rồ. Và nó sẽ là tiền để mở ra những cuộc chiến mới trong các tập tiếp theo. Và thay vì cứ ngóng trông những hình ảnh rò rỉ từ các nguồn không xác định, thì cuối cùng chúng ta cũng nhận được hai hình ảnh rõ nét về Astro Toilet và Giman Toilet trong tập này. Trước hết hãy cùng đến với hình ảnh đầu tiên là về Giman Toilet. Một hình ảnh cho thấy anh ta đang thực sự sử dụng toàn bộ hỏa lực của mình để có thể tấn công Astro Toilet. Để ý kỹ thì thấy thậm chí anh ta còn bỏ cả kính ra để có thể nhìn rõ hơn. Có lẽ là do tốc độ của Astro Toilet quá nhanh, nên chiếc kính có thể làm giảm khả năng quan sát của Giman. Hơn nữa mắt của Giman Toilet cũng có sự thay đổi, khi mắt anh ta phát ra một thứ ánh sáng màu xanh ngọc. Và con mắt này thật sự giống với bản thể Giman Toilet già trước đó. Liệu rằng Giman Toilet này vẫn thật sự chỉ là một bản thay thế hay sao? Nhưng thay vì nghĩ anh ta là bản thể giả, thì thực chất là đây mới là bản thể thật của anh ta. Mà những tên Giman giả trước đó, chúng có những con mắt giả và có thể bắn ra tia laser đặc biệt. Còn có thể thấy ở đây mặc dù Giman Toilet tấn công bằng những hỏa lực của mình có, nhưng anh ta lại không dùng con mắt laser như các Giman Toilet trước đó. Nên bản thể Giman thật là bản thể không thể bắn ra mắt laser, mà thứ bắn laser từ mắt hắn là thiết bị bên cạnh mắt của anh ta, chứ không phải được bắn ra từ con mắt của hắn. Bởi con mắt laser của Giman đã bị tai từng TV Man làm hỏng trước đó rồi, nên đây chắc chắn là Giman thật. Và từ trước tới giờ các bản thể Giman có thể bắn laser từ mắt thì có thể đều là đồ giả mà thôi. Ngoài ra thì còn có một con số là số 74 ở góc trái hình ảnh. Mình cũng chưa rõ lắm về con số này. Có thể nó báo hiệu trong tập 74 Giman Toilet sẽ gặp phải điều gì đó. Các bạn nghĩ sao về con số này? Bình luận cho mình biết nhé. Tạm thời bỏ qua hình ảnh về Giman Toilet, chúng ta đến với hình ảnh thứ hai, đó là hình ảnh về Astro Toilet, kẻ phán quyết tội trạng của Giman Toilet. Và có thể thấy độ tự tin trên khuôn mặt hắn ra sao. Bởi ngay cả khi đối đầu với cả ba Titan mà hắn còn không sợ, thì đương nhiên là khi đối mặt với một mình Giman Toilet, hắn tự tin như vậy là đúng rồi. Và thứ ánh sáng màu vàng này rất có thể chính là ánh sáng từ đòn tấn công của Giman Toilet. Vậy thì rất có thể cánh tay của hắn cũng có thể ngăn chặn những đòn tấn công laser từ Giman Toilet. Điều này rất có thể sẽ khiến hắn áp đảo hoàn toàn về sức mạnh trước Giman Toilet. Do đó nhân vật trước đó được The Phúc nói, mình nghĩ phần trăm lớn là một Shikibidi Toilet mới, thứ có thể cứu Giman Toilet lần này. Bởi nếu không thì với tốc độ và sức mạnh áp đảo như vậy, thật sự mình chưa thể nghĩ Giman Toilet có thể đấu lại hắn ta, hay thậm chí là bỏ trốn chẳng hạn. Nên mình nghĩ một Titan Shikibidi xuất hiện để cứu Giman Toilet sẽ khá là hợp lý. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về những điều này? Hãy nhớ bình luận cho mình biết nhé. Nhớ ủng hộ mình một like và một đăng ký kênh luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.